Trong tập trước, Hoàng đế Bạch Cốt đã bị phản bội và bị các thầy trò đập cho sấp mặt. Đường Tam Tạng vận dụng lực lượng vào cánh tay rồi lao tới đấm một cú cực mạnh vào ngực khiến ông ta ngã xuống đất. Ông ta chậm rãi đứng dậy, bộ dạng vô cùng tức giận, thề phải chém cả đám người Đường Tam Tạng thành muôn mảnh. Tôn Ngộ Không đáp trả lời khiêu khích này bằng cách xông lên đánh phủ đầu. Thân hình Ngộ Không sau khi biến hóa đã không thua kém đối thủ. Hai bên cứ như vậy, sử dụng nắm đấm phần cao thấp. Chiến sĩ Bạch Cốt đánh tan mấy khúc xương cắm trên lưng công chúa. Hắn lên tiếng cho biết mình sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô. Hắn biết cô luôn không vui vẻ dưới sự áp bách của phụ thân nên bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho công chúa. Chỉ tiếc rằng hắn không phải là người có thể mang lại vui vẻ cho cô mà thôi. Hắn biết bản thân chẳng qua chỉ là một bộ xương trống rỗng, trái tim cũng chỉ là một chén bụi đất. Sự nhiệt tình này làm cho công chúa hổ thẹn, cô cảm thấy mình không đáng để chiến sĩ Bạch Cốt hy sinh như vậy. Chiến sĩ Bạch Cốt lại trấn an, hắn hiểu tấm lòng của công chúa. Dứt lời, liền rút kiếm lao lên tấn công Hoàng đế Bạch Cốt. Những chiến sĩ khác nhanh chóng tiến lại xem thương thế cho cô nàng. Cơ thể cô bị thương không nhẹ, cần một ít thời gian mới khôi phục lại được. Bọn họ đồng loạt bày tỏ nguyện ý đi theo công chúa. Chỉ có cô mới coi bọn họ như người thân, còn hoàng đế thì coi bọn họ như một con rối. Những lời này làm cho công chúa Bạch Cốt vui mừng và có thêm động lực. Các chiến sĩ Bạch Cốt nhanh chóng xông lên tấn công đám thây ma đang bị hoàng đế điều khiển. Đường Tam Tạng lao lên hỗ trợ Tôn Ngộ Không, ông tặng cho hoàng đế một cú đấm vào mặt. Chiến sĩ Bạch Cốt lao tới, chém liên tục vào người ông ta. Vũ khí của hắn có thể phong tỏa hành động của hoàng đế khiến ông ta không thể nhúc nhích được nữa. Tôn Ngộ Không lao tới đấm thẳng vào đầu hoàng đế, sau đó cầm đầu xé tan cơ thể hoàng đế thành nhiều mảnh. Xương cốt bay tán loạn ra ngoài, Nhất Hồ được giải cứu ra ngoài, đầu óc hắn vô cùng choáng váng. Nhìn thấy đám thây ma vẫn đang chậm rãi tiến lên, Đường Tam Tạng nhận ra có gì đó bất thường. Thị khí trên người đám thây ma chưa tiêu tán, bọn họ vẫn bị khống chế. Vừa nhận ra được điều không đúng thì cơ thể Tôn Ngộ Không đã ngã xuống. Phía sau lưng bị cắm một thanh kiếm này tỏa ra thi khí nồng đậm. Giọng nói phẫn nộ của Hoàng đế Bạch Cốt vang lên, hóa ra người khổng lồ mà bọn họ giao thủ chỉ là thế thân mà thôi. Bây giờ lão ta mới lộ diện mạo của mình là một bộ xương khô giống như mọi người. Lão cho biết chỉ cần mình lấy được Vĩnh Hằng Chi Hỏa thì có thể thoát khỏi sự dựa dẫm và thi khí để rời khỏi nơi này. Tự mình dẫn quân chinh phục thiên hạ, lão tạo ra một cơn lốc bằng thi khí chấn nhiếp toàn bộ mọi người. Đồng thời cho rằng hành động phản bội là quá ngu xuẩn, lão mãi mãi là hoàng đế của Bạch Cốt, tất cả mọi người ở đây đều phải phục tùng mình. Hoàng đế Bạch Cốt giơ kiếm, thanh kiếm bạo phát cửu địa âm chi khí mãnh liệt. Tất cả tướng sĩ đều bị luồng khí này ảnh hưởng, chỉ riêng nhóm người Đường Tam Tạng là không sao. Những người bị ảnh hưởng đều bị điều khiển, bọn họ lao lên tấn công. Sa Ngộ Tĩnh triệu hoán ra một trận lốc cát ngăn cản. Hắn sẽ cùng bát giới cố gắng cầu giờ. Bạch Lang và Nhất Hồ được yêu cầu dẫn Tiểu Vũ phá vòng vây. Hai người nghe lệnh lao ra ngoài, định mở một con đường máu. Tuy nhiên, sức mạnh của đám thây ma bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Trước đó, bọn họ dễ dàng đánh bay từng tên thây ma. Nhưng bây giờ, chỉ riêng một tên thôi đã có sức chiến đấu ngang cơ với Nhất Hồ và Bạch Lang rồi. Chiến sĩ Bạch Cốt lao tới tấn công Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nhanh trí đánh bay kiếm của hắn ta. Sau đó, hai người bắt đầu giằng co sức mạnh. Ông cố gắng khuyên chiến sĩ Bạch Cốt tỉnh táo lại. Công chúa Bạch Cốt vùng vẫy thoát khỏi khống chế của hoàng đế và tức giận, tuyên bố mình sẽ không làm con rối nữa. Cô vỗ một chưởng xuống đất, tạo ra một bàn tay xương cốt khổng lồ lao về phía phụ thần. Chỉ khi giết chết được ông thì mới có thể cứu được mọi người. Hoàng đế Bạch Cốt vung kiếm. Kiếm khí quá mạnh, trực tiếp phá tan bàn tay xương cốt. Chưa để cho công chúa hết bất ngờ thì ông ta đã dùng tốc độ nhanh như chớp lao tới vung kiếm tấn công. Chỉ một chiêu đã làm cho công chúa bị thương, không đứng dậy nổi. Ông ta chậm rãi tiến lại khuyên nhủ, chỉ cần cô ngoan ngoãn phục tùng mình thì tội này có thể thà chết. Tuy nhiên, công chúa lại thà chết chứ không chịu làm con rối. Thế là hoàng đế đành phải để cho cô được toại nguyện. Ông ném thanh kiếm về phía cô, nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm. Chiến sĩ Bạch Cốt đã lấy lại tinh thần rồi lao tới dùng thân mình ngăn cản. Thanh kiếm đâm xuyên ngực hắn, công chúa thắc mắc tại sao hắn lại làm điều này. Hắn ta nhắc lại lời nói của mình trước đó rằng sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô. Hoàng đế Bạch Cốt thì cảm thấy hành động của chiến sĩ Bạch Cốt đúng là ngu hết chỗ nói. Rõ ràng là chỉ cần hiệu chung với ông ta thì bọn họ có thể có được tất cả. Vậy nhưng hắn sẵn sàng hy sinh vì người khác. Ông giơ tay thu hồi vũ khí rồi liên tục vung kiếm chém ra vô số đường công kích. Chỉ riêng kiếm khí đã khiến cho Đường Tam Tạng cảm thấy áp lực. Thực lực lão già này quá mạnh, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của công chúa, hoàng đế lại thêm tức giận. Ông ta dùng vô số xương cốt đưa mình lên trên cao, rồi bắt đầu thu hồi thi khí trên cơ thể tất cả mọi người.
Thi khí phóng lên trời tạo ra vô số thanh kiếm, hàng nghìn thanh kiếm nối đuôi nhau rơi xuống dưới. Công chúa tạo ra bàn tay xương che chắn, Đường Tam Tạng thì lặng lách đánh võng tránh né. Ngao Tuyết sử dụng một miếng đá che chắn cho mình và Tiểu Vũ. Ba giới thì co mình dưới đất với hy vọng là công kích sẽ không rơi trúng người. Màn mưa kiếm quá dày đặc, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc mọi người sẽ biến thành con nhím. Công chúa gắng hết sức tạo ra một kết giới bao phủ toàn bộ chiến trường, ngăn cản toàn bộ các thanh kiếm. Hoàng đế Bạch Cốt cho rằng hành động này chỉ là đang dãy rùa mà thôi, chờ cô hao hết thi khí trong người thì sẽ hồn phi phách tán. Vậy nhưng công chúa lại không quan tâm, chỉ cần cứu được mọi người thì cô có chết cũng không đáng tiếc. Lời vừa mới dứt thì cũng là lúc bộ phim khép lại. Hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào!